Dạ mới sới nè, sới bắt đầu cho mấy người vô trong. Cái này anh vô giới thiệu từ bữa nào đây? Cái nào? Anh này nè. Đây là nói chung là tuần lễ rồi. Tuần lễ hả? Ừ. Dạ. Lên chỗ rồi mà. Dạ. Mình vô giới thiệu này là để làm gì vậy? Mình sao mình không vô rồi mình trồng luôn mà mình vô sớm? Là vô sớm cho nó ủ, mình ủ cái phân lại đó. À, mình ủ phân cho nó qua xíu. Dạ. Có nghĩa là phải còn có cái tưới nước vô chứ không. Cái đây là cái mưa hôm nay mưa này đỡ này chứ không có tưới nước vô mới trồng được. Dạ. Có nghĩa là phải có cái động tác là vô phân trước. À, vô giá thể trước rồi để đó. Rồi từ từ mới trồng. Ủ phân trước vô tạo trước vô đó nó vô là một tháng trước kìa. Dạ. Tính là anh không có dùng cát hả? Không, mà anh dùng cho với đất ruộng. Đất ruộng với phân bò thôi. Em thấy cái đất ruộng không thể thiếu nha. Đất ruộng này trồng đất ruộng không đâu. Chứ họ trồng còn cót được một đất phẳng dưới đây trồng đất ruộng không. Dạ. Chữa chồng là sao em? Chữa chồng cũng không biết nữa, người ta nói chữa chồng mình nghe mình kêu chữa chồng thôi. Kìa đi ra thợ nam kia kìa. Ủa Nhật sao lâu nay không ăn bánh nước tôi vậy? Không à, cô bán bánh nước giờ hết bánh nước rồi, đổi qua đi trồng bông nè. Mà sao dạo này không thấy ăn vậy? Chỗ lúc mua gần chợ. Hả? Nhiều nghề quá mà. Chắc là dạo này vợ nấu ăn sáng rồi. Ồ, ở đây mình trồng từng cây nó vất vả quá vậy, sao không kẹp lại mình trồng cô? Kẹp nè. Cây cho nó thoáng hả? Ta thấy chỗ kia thấy kẹp chung hết rồi. Đó là vĩ, đang có vĩ á, đang vĩ nó cán hơi cao rồi mình phải rút lên mình trồng luôn. À. Còn cái đây là nữa mà. Nhìn thấy cái tay thân thắt. Làm mà đủ. Làm bóng á. Cái này giống họ nhổ cho mình từ bữa nào đây? Mới nhổ chứ. Mới nhổ luôn đúng không? Mới nhổ xong rồi là mình trồng liền chứ đâu có hơi nhổ trước được đâu. Dạ. Ồ, rễ đẹp quá hen. Cái này là chỗ này. Cái này trồng buổi chiều cái rồi thì mai cũng phải tủi lưới đúng không? Đúng chứ, nếu mà có lưới là tủi liền bây giờ. Bây giờ thì cũng mót rồi, để mới là tủi luôn. Dạ. Cái này là hồi nãy mới trồng này đúng không? Mới trồng xong. Rồi trồng xong cái tủi lưới luôn ha. Cảm ơn hai thím nha. Cái đây mới trồng nè, anh em thấy mới trồng phải tủ lại, tủ lưới râm lưới mát này trồng hồi lúc một giờ 2 giờ cho nên nó nắng sợ tưới. Bây giờ cũng
3 giờ mấy 4 giờ đỡ bức. Chồng chỉ đoan tưới cho nó mới tưới nước xong còn ướt ở trong này nè đã giờ không giống còn thứ gì là đi lấy bông rồi. Dạ cô, cái chậu này là chậu số 10 đúng không? Số 10 thì số 10 thì cô trồng bao nhiêu cây? 35 cây. Số 10 thì cô trồng 35 cây. Còn chậu 70 kia? 40 cây, 45 cây. Trồng cho. Trồng thứ sát tới hay là mình phải tính chứ? Trồng mình tính chứ, mình tính một lần rồi mình đủ cho tính quà mấy quá. Nói nghe có lý nè, được nè. Không hợp lý mà. Ví dụ như là dám dài thôi. Dạ, nhiều thôi. Lao lao rồi ngồi không cũng đếm chút. Dạ. Nó nhiều hơn một cây hai cây hay là nó ít hơn cây cây cũng không có ý nghĩa gì. Dạ. Ít cây thì cây sau này nó to. Dạ. Mực nó to nhánh nó bự. Dạ. Nhỏ thì nó nhiều nhánh nó nhỏ. Năm vừa rồi làm ăn được không cô? Cái đầu gàng quay cho chị thấy đây đi. Cái kia ông lấy quốc mà tôi quay cho chị lấy hết. Cũng là giống.